Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại công ty cổ phần BBA Toàn Cầu. Quyết định khởi tố bị can với Thân Văn Thoại sinh năm 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phó tổng giám đốc công ty và 7 đối tượng có liên quan. Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo Capback Pro, viết tắt là CBP, từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận thông qua mạng lưới đa cấp, trong đó người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc là tự mở tài khoản tham gia đầu tư. Thoại đã thành lập công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá tiền ảo, mặc dù công ty này và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp. Đồng thời, nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu tư như là trả lãi 0,5% một ngày, hoa hồng từ 12 đến 50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư lớn để kích thích thu hút nhà đầu tư tham gia. Các thủ đoạn trên từ tháng 3 của năm 2021 đến ngày 11 tháng 6 năm 2024, thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng đồng bọn đã hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng.